Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tỏ dấu hiệu quan tâm tới vụ Đồng Tâm ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội công bố kết luận điều tra, được cho là có nhiều vấn đề bàn cãi về vụ tranh chấp đất đai dẫn tới bố ráp chết người hồi đầu năm nay. Bản kết luận hôm 12 tháng 6 đề nghị truy tố vụ án giết người chống người thi hành công vụ xảy ra hôm 9 tháng Giêng tại thôn Hoành, Đồng Tâm, ngoại ô Hà Nội, cáo buộc người dân Đồng Tâm có sự chuẩn bị từ trước nhằm tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ. 3 ngày sau, một đại diện của Sứ quán Mỹ ở Hà Nội gọi điện trao đổi với nhà hoạt động Trịnh Bá Phương để tìm hiểu một số vấn đề về bản kết luận cũng như tình trạng của người dân Đồng Tâm, trong đó có việc tiếp cận luật sư. Anh Phương, một nhà tranh đấu cho quyền lợi đất đai cho biết đã chuyển lời của người dân Đồng Tâm với viên chức Sứ quán Mỹ rằng rất mong muốn quốc tế quan tâm tới vụ việc, đồng thời nêu lên những điều mà anh cho là không khách quan của bản kết luận điều tra, những quan ngại về việc bức cung nhục hình và sự tiếp cận của luật sư đối với 29 dân làng Đồng Tâm hiện đang bị giam giữ. Biến cố ngày 9 tháng Giêng ở Đồng Tâm được cho là bắt nguồn từ tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm, trở thành điểm nóng khi người dân xã này cho rằng hàng chục hecta đất đồng sen là đất nông nghiệp chứ không phải đất quốc phòng. Từ cuối năm ngoái, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn theo kế hoạch, nhưng vấp phải sự phản đối của người dân Đồng Tâm dẫn tới vụ bố ráp hôm 9 tháng Giêng.